gì à, không có liên quan gì vậy à? Rồi em rồi mở đèn lên nín rồi em lặng nghe bạn nào có hỏi kìa. Trời mày nữ này trả lời. Các bạn này xung quanh trả lời cộng điểm. Mớp làm cái phần mềm tự chọn đúng không? Chọn số. Bè với tay kìa. Đúng sai. Này nãy giờ chú ý nha. Chút trừ 2 điểm. Thôi em con mở cái màn ra xíu. Rồi. Rồi em lặng, cái lớp nào thuyết trình đẹp hay tôi tặng cho một cái điện thoại. Nín nè. À, khí hậu văn hóa thì chiều Bắc Nam Đông Tây và độ cao địa hình đúng không? Trời ơi tặng bánh vỗ tay. Đã quá. Ê, câu hỏi nãy có câu trả lời chưa? Cuộc chơi rồi. Là gì? Do anh để anh còn lại. Cái này có sân ngang chơi xong rồi mình hình lại à? Cả có người thầy cái thằng nam đó nữa nha. Đứng lên. Câu trả lời này là sẽ có cái nào thì có hưởng. Rồi thầy sẽ hỏi lại con tất cả những câu hỏi á. Bây giờ mình sẽ bọn giáo viên nha. Mình sẽ không phải là ổn nhiên lắm. Đâu có giật này đâu. Em lặng nghe bạn đọc kìa. Tốt. Nãy giờ ổng mà tập trung nghe. Mốt lấy cây gõ nó. Món đứa cặn có gói bánh gì vậy? Đứa cây đứa con rồi sao không bót không có bót đọc không chẳng được trưởng được mượn con thôi anh. Tham ăn. Thôi trật tự nha. Tổ này làm tốt mà có cái lòng game hơi nhiều nha. Tổ lòng game hả? Ủa vậy thôi hết hả? Vỗ tay.